Ngày 26 tháng 12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đại tá Nguyễn Đình Hoàn, phó giám đốc công an tỉnh. Bám sát chương trình công tác đề ra, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các đợt cao điểm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo tiến độ chỉ tiêu bộ giao tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư các cơ sở doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo pháp luật công tác thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tiếp tục phát huy hiệu quả xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Công tác thường trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện đảm bảo 24 trên 24, sẵn sàng chiến đấu khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đẩy mạnh công tác phối hợp điều tra giải quyết các vụ cháy nổ, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác cán bộ. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.